Chiều ngày 20 tháng 3, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết, chính quyền và cơ quan công an đang xác minh làm rõ vụ bé trai bị hành hung xảy ra tại thôn Bạch Thanh trước đó vài ngày. Cùng ngày, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục dùng tay hành hung một thiếu niên 14 tuổi. Theo nội dung được chia sẻ ngày 11 tháng 3, cháu NJK cùng các bạn đi đá bóng. Trong lúc chơi đã xảy ra mâu thuẫn, cháu K có đánh một bạn khác. Sau khi về nhà, cháu bé bị ca đánh đã kể lại câu chuyện với ông nội. Sau đó, ông nội của bạn đã xông vào tận nhà đánh đập cháu ca giả mang. Theo như hình ảnh được trích xuất từ camera ghi lại, người đàn ông trung niên liên tục dùng tay đánh vào đầu, mặt, dùng chân đạp vào người cháu bé. Khi ca bỏ chạy, người đàn ông tiếp tục truy đuổi. Sau đó cháu được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai điều trị. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, ca bị đa chấn thương phần mềm. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh vụ việc theo đơn trình báo của gia đình cháu bé.